Chào các bạn, thì sáng nay mình nhận được một cái PC, cái máy á, khởi động quạt quay nhưng mà nó không có lên hình nha các bạn. Giờ mình sẽ xử lý luôn cho khách hàng nhé. Xử lý luôn nha các bạn, không lên hình đó. Bạn thấy là quạt vẫn quay bình thường nha. Quạt CPU quay bình thường. Đó, màn hình không lên nha các bạn. Quạt quay nhưng mà màn hình không lên. Đó, giờ mình sẽ tắt nguồn nha. Tắt nguồn. Mở khe RAM ra. Lấy hai cái RAM ra nha các bạn. Máy không lên, máy quay mà không lên hình. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra RAM trước nha. Đó, lấy hai thanh RAM ra, giờ mình sẽ mở nguồn trở lại nha. Mình mở nguồn trở lại, mình cho chạy chế độ không có RAM nha các bạn. Đó, không RAM, quạt vẫn quay bình thường, các bạn chú ý nghe tiếng kêu nha. Đó, bếp, 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 báo RAM nha các bạn. Báo RAM thì tình trạng này là lỗi do lỗi RAM hoặc là do khe RAM. Các bạn chú ý nha, chú ý tiếng kêu nha các bạn. Tiếng kêu này là báo hiệu là cái máy của mình nó bị dơ RAM hoặc là lỗi RAM nha các bạn. Lỗi RAM có thể là lỗi thanh RAM hoặc là lỗi khe RAM. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái khe RAM nha. Bạn dùng cái bàn chải á, chải bàn chải đánh răng nha các bạn, chà sạch hai cái khe RAM. Lâu ngày sử dụng lâu ngày á, bụi nó bám dơ hai cái khe RAM các bạn. Bạn chà sạch hai khe RAM nha. Khi chà xong các bạn sử dụng một miếng giấy mỏng nha các bạn, bạn gấp lại. Gấp lại cho nó có độ dày xíu. Các bạn chà lên hai cái khe RAM á cho nó sạch bụi bụi bám vào nha các bạn. Bụi bám vào. Nhớ tờ giấy mỏng nha các bạn, gấp lại. Đó. Vệ sinh kỹ sạch sẽ hai cái khe RAM nha các bạn. Đó là đang chạy hả? Đang chạy luôn hả? Đó, bây giờ mình sẽ gắn cái thanh RAM vào nha các bạn. Vệ sinh xong, gắn thanh RAM vào. Đó, mở nguồn lên. Đó, chạy ra. Chạy ra. Mở nguồn lên nó kêu cái pip. Tức là nó đã chạy được nha các bạn. Giờ mình gắn thêm thanh RAM thứ hai nha. Rồi bây giờ mình bật nguồn lên. Đó, bít cái là máy nó đã hoạt động nha các bạn. Rồi, chú ý màn hình lên đó. Chú ý nha, cái tiếng kêu ở trong lúc khởi động rất là quan trọng để mình xác định được cái lỗi nha các bạn. Đó, máy lên rồi nha các bạn. Đây là mùa dịch Covid cho nên mình để luôn cái bàn ra ngoài trước để chữa nha các bạn. Đó, để luôn cái bàn kỹ thuật ra phía trước nha các bạn. Có dữ liệu gì không ta? Không hả? Có chịu khó cho nó chạy đi. Để thấp nghe lại nó đi luôn. Chú ý nha các bạn. Cái máy không lên, mình sẽ kiểm tra khe RAM trước nha. Anh ơi, có bán cái anten của cạc wifi không ạ? Mùa hiệu gì cả? Nó xài USB anh chứ không phải anh đang lấy cho trong phòng luôn hả? Em gắn cho thùng luôn rồi. PCI, xe PCI đúng không? Cạc của em đúng rồi, PCI gì đó. Cái đó lâu quá không có xài. Giờ nó xài USB rồi. Khi máy khởi động không lên nguồn, nguồn không quay á, thì mình kiểm tra nguồn. Còn khi nguồn quay mà máy không lên, mình sẽ kiểm tra khe RAM nha các bạn. Kiểm tra thanh RAM và khe RAM. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.